trong clip hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn đi viếng mộ cùng thăm lại ngôi mộ mới cải táng tuần trước và sẽ đo đạc xem là có những cái điều gì ở cái ngôi mộ mà và cũng để kiểm tra xem là đã đạt yêu cầu hay chưa. Khi làm mộ thì chúng ta phải dùng những công cụ để kiểm tra kiểm chứng xem có đạt yêu cầu của mình hay không. Ngôi mộ này nằm gần thành cổ Sơn Tây nên là tôi đi đường 32 cũ. Đây là đường cũng gần về tới Sơn Tây rồi. Hồi nhỏ tôi cũng ở thành cổ Sơn Tây nên là nhân tiện về đi qua thành cổ nên là cho các bạn ngắm đường phố một tí. Hôm nay tôi cùng gia đình lên nghĩa trang để làm lễ tạ mộ và thắp hương. Lát nữa tôi sẽ quay cho chúng ta xem clip đo cụ thể mộ bằng cả tầm long lẫn anten điện từ trường, xem là sau khoảng một tuần nhập mộ thì chỉ số như thế nào. Đấy, chúng ta khi làm mộ làm âm trạch là chúng ta phải có cái công cụ đo đạc đánh giá cụ thể. Còn nếu mà cứ theo cái cách truyền thống nói chung chung là tôi làm cái mộ xong rồi tốt lắm đẹp lắm, tọa hướng đúng rồi, thực ra cái tọa hướng nó chỉ là cái cơ bản đầu tiên thôi. Quan trọng mọi thứ dù dương hay âm thì cái quan trọng nhất vẫn là khí, khí phải ổn định và khí cho mộ âm trạch thì nó phải ở ở cái chỉ số thấp chứ không được cao. Cao thì là xấu và không đạt yêu cầu. Trong phong thủy thì mọi thứ nó phải có khoa học rõ ràng cụ thể như vậy. Khi chúng ta đi chữa bệnh thì phải có chụp chiếu X quang để ai nhìn vào cái X quang đấy cũng có thể hiểu được, ai có chuyên môn cũng có thể hiểu được. Thì cái mộ cũng như vậy, chúng ta không thể nói chung chung là mộ tốt mà chúng ta phải có những cái số liệu đo đạc cụ thể. Và lát nữa thì chúng ta sẽ đo đạc. Bây giờ thì cứ để cho mọi người lau rửa và thắp hương nữa. Đây, tôi đứng từ xa cho chúng ta xem một đoạn view từ xe. Chúng ta cứ bình tĩnh xem gia chủ lau dọn mộ phần đã, còn nhiều phần hay thì vẫn ở phía sau. Như tôi đã nói trong clip trước thì phần lớn mọi người không biết đến cắm hương vào cái phần thông thiên nên là làm cho vong linh không thể ra vào, không thể đi lại được, thậm chí không vào mộ được. Nên là chẳng hạn trong trường hợp này là tôi tư vấn là trồng những cái cây hoa nhỏ vào cái vị trí này để một phần cho người ta bớt thắp hương. Bát hương thì cũng để ở dưới rồi nhưng mà phần lớn tôi thấy mọi người lười không chịu cúi xuống cắm ở bên trên nên là để cái cây vào thì sẽ đỡ bị cắm hơn. Còn nếu mà vẫn bị cắm thì lại sẽ có phương pháp khác để cho người ta không thể cắm được. Vì phần lớn mọi người đều không biết cứ tìm cách cắm vào cái lỗ thông thiên thôi. Này, đây là từ phía trên nhìn xuống. Các bạn lưu ý là khi bày hoa quả hay là những cái đồ lễ là không bao giờ được đặt lên đúng đầu. Rất nhiều người không để ý là đặt đúng vào đầu mà người ta đặt đúng cái hộp sọ ấy. Phải lưu ý tránh ra. Vì đặt vào đầu hộp sọ là sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, ảnh hưởng đến bản thân vong, và khi vong bị ảnh hưởng thì những cái người nhà cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Chuyện hay và thú vị là bắt đầu ở đây. Tôi khi mọi người thắp hương khấn thì tôi đo. Các bạn có thấy là nó lắc lư không? Lắc lư. Tôi đo người ở giữa trước thì lắc lư này. Tôi đo sang ở bên cạnh
Đây là mộ của bố vợ và tôi đang đo xem sang mẹ vợ thì cũng lắc lư. Và khi tôi đo lại sang vợ mình thì cũng hơi ngạc nhiên là tại sao nó cũng hơi lắc lư. Đấy, lúc đổi chỗ mẹ đứng vào thì cũng lắc lư, các bạn thấy đúng không? Và cái điều này làm tôi hơi ngạc nhiên vì trong cái lần đo trước thì lại ok, tức là có đường link, có trục trục link, nhưng mà tại sao khi khi đo lần này lại lắc lư? Đấy, bây giờ tôi đo sang vợ tôi thì cũng vẫn hơi lắc lư, tức là có một cái vấn đề gì hơi gợn, tại sao là cả ba người thắp hương mà lại không có sự kết nối. Cái này đặt cho tôi một dấu hỏi rất lớn và tôi nghĩ một lúc, và lúc này tôi đặt câu hỏi là có lẽ tại ban thờ thần linh Thành Hoàng, thần linh thổ địa đang có một vấn đề gì đấy, tại vì là không hề có kết nối luôn. Khi tôi hỏi về vong linh có về không thì tức là cũng về nhưng hơi yếu, tức là cái sự về của vong nó không thực sự rõ ràng. Nên tôi nghĩ là có một cái vấn đề, có một cái trục trặc gì ở phần phần thần linh. Đấy, ví dụ khi vợ tôi đứng vào chính giữa thì vẫn hơi lắc lư. Ở đây tôi làm thì đứng ở góc độ khoa học nhé, chứ mình không phải nghĩ là vợ mình thì mình đo nó phải đúng. Bản thân đo ở đây các bạn thấy đúng không? Tức là nếu các bạn tinh ý, các bạn thấy nó vẫn lắc lư, tức là gợn lên một vấn đề gì đấy cần phải kiểm tra, cần phải kiểm tra lại. Nên là đấy mới là cái vấn đề hay trong cái clip này. Tôi vừa mới đo thì có một điều hơi bất thường một chút là vong thì có về, tức là có thấy vong về mộ. Tôi chưa đo cụ thể cho các bạn xem vì mọi người đang thắp hương, nhưng mà khi khi đo mọi người khấn thì máy nó hơi hơi lắc lư, tức là có một sự chưa kết nối. Tôi cũng đang phân vân tại sao là không có sự kết nối ở đây, nên là bây giờ tôi ra lại ban thờ thần linh, ra lại chỗ ban thờ thần linh để đo và hỏi xem như thế nào đã. Đây, thế gần ra đến nơi rồi, ra ban thần linh hỏi các cụ đấy. Tôi ra xin phép đo ban thần linh thổ địa thì ở đây là không có linh. Đấy, các bạn để ý là cũng lắc lư nốt không có linh, đang chưa hiểu tại sao. Thì nếu nhìn kỹ thì không hiểu tại sao mọi người thắp hương thì đều tắt hết, hương không hề cháy luôn. Đây, ở đây có hai đĩa, là hai nhà nào mà thắp hương không cháy, không biết có gì bất thường. Định kéo đĩa hoa quả ra nhưng người ta gắn thôi. Đây có đồng tiền Bác Hồ. Đây có đồng tiền này là thần linh không về được đâu. Để tôi bỏ ra và tôi đo lại xem. Đấy, có đồng tiền Bác Hồ là cụ không về được. Bây giờ đường linh chắc hơn nhưng mà hương thì bị hết. Xin phép hỏi các cụ. Đây, bây giờ là ban thần linh về rồi này. Do cái đồng tiền từ nãy làm không có linh, không biết là cái đĩa này của ai, lát nữa tôi sẽ xuống tôi hỏi. Nhưng mà bây giờ là sau khi bỏ ra là các bạn có thể thấy là linh đã có đường linh.
Tôi vừa kiểm tra lại đường link trên bàn thờ thì đúng là không có link, hương thì hết, bị tắt hết. Và có cái đồng tiền thật, nhiều người không biết thì cứ cổ suý cho việc bỏ đồng tiền âm dương và để đồng tiền thật vào. Nhưng mà có đồng tiền thật là có hình ảnh Bác Hồ như một vị thánh ở bên dưới, là thần linh cũng sợ không dám vào đâu. Nên là các bạn không bày được tiền thật. Tôi bỏ đồng tiền thật ra và đo thì các bạn thấy là sẽ có linh. Bây giờ tôi mới xuống, tôi đo lại. Tôi cũng có hỏi là cụ đã về được đây chưa, thì là cụ về được rồi, thần linh đã về rồi và xin phép là cụ cũng đã về được rồi. Bây giờ chúng ta mới đo lại. Nếu chúng ta không có những công cụ để đo thì chúng ta sẽ chả có cái gì để kiểm chứng những cái chuyện tâm linh như thế này. Chúng ta chỉ biết là đến thắp hương. Giống hôm qua có một khách hàng có nói với tôi là cũng biết là buổi tối con nhỏ thì cứ khóc lên, nhưng mà hai vợ chồng thì không biết thế nào, thì chỉ biết thắp hương lên bàn thờ khấn xin thôi. Thì nếu mà theo dân gian thì chúng ta không hiểu thì chúng ta cũng chỉ làm được như vậy thôi. Còn nếu chúng ta có máy móc đo thì chúng ta sẽ biết có điểm âm, có vấn đề, chúng ta sẽ hóa giải được dễ dàng hơn rất nhiều. Đây, tôi đang đứng trong nghĩa trang đây. Tôi vừa đứng thắp hương khấn lại để tôi đo lại xem có sự kết nối chưa. Và lần này thì là đứng im luôn. Đấy, tức là các bạn thấy là nó khác hẳn đúng không? Tầm long báo là đã có sự kết nối. Còn việc kết nối và đo nào thì trong một clip khác tôi sẽ nói cụ thể hơn về cái việc đo kết nối giữa người khấn với vong linh. Tôi vừa mới quay và làm cái thực tế thì các bạn sẽ thấy một điều là cái đồng tiền nó ảnh hưởng rất lớn. Nó ảnh hưởng là làm cho mất chân khí, không những ở bản thân cái chỗ ban thần linh, là ngay cả khi việc chúng ta khấn ở dưới mộ là cũng sẽ bị mất đường linh. Và khi bỏ ra các bạn sẽ thấy là máy nó đứng im và nó máy đứng im và quay chỉ được bình thường, lúc đấy mới có kết nối. Mọi người đi thắp hương cho các ngôi mộ xung quanh thì tôi mới bắt đầu công việc đo đạc của mình, đo xem có vong linh không. Đấy, các bạn để ý quay rất là mạnh, nếu có thì sẽ quay rất mạnh, và bao giờ cái điểm âm mạnh này sẽ là đúng cái phần hộp sọ nha các bạn nhé, đúng phần hộp sọ. Đấy, đứng ở bất kỳ vị trí nào chỉ vào đều chỉ vào đúng cái điểm âm, và khi đưa cái tầm long lên đúng cái điểm âm thì nó sẽ quay rất là mạnh. Tôi đứng ở bên góc này để cho các bạn thấy, đứng ở một góc độ khác nó cũng như vậy, đều chỉ vào cái điểm âm ở cái phần hộp sọ. Đấy, đứng ở chỗ nào cũng thế, và khi đưa vào thì quay rất là mạnh. Đấy, thì các bạn sẽ đo như vậy thì sẽ biết là vong linh có thể về được. Đấy là về tầm long. Còn bây giờ thì tôi sẽ dùng cái anten địa từ trường, tôi đo xem cái chỉ số cụ thể như thế nào. Lúc đầu thì tôi định là những cái chỉ số này là tôi sẽ làm riêng cho lớp công cụ nâng cao, nhưng mà thôi, tôi open, tôi mở hết cho các bạn xem. Tất nhiên là cái phần phân tích thì tôi sẽ cho vào phân tích của lớp nâng cao, vì phân tích các bạn cũng không hiểu đâu. Tôi chỉ cung cấp cái số liệu đo thực tế. Đấy, khi chúng ta đo mộ thì có cái phần mềm linh khí, các bạn bật lên vào cái mục địa khí thì ở đây có 9 ô. 9 ô tương ứng với 9 cái phần ở âm trạch này, các bạn đo 9 cái điểm. Đo xong 9 điểm thì sẽ có cái lời giải cụ thể. Nên là chúng ta đi đo mộ, chúng ta làm mộ tốt hay xấu, nó phải có cái số liệu khoa học cụ thể như thế này thì mới chứng minh được là mình đã làm tốt hay chưa, hay hoặc là còn vấn đề gì cần phải cải tiến, cải thiện ở những cái lần sau.
Đây là số liệu để các bạn thấy là về cơ bản thì cũng đã khá ổn định, tuy nhiên là vẫn có hai màu. Như tôi nói là có hai thứ để chúng ta đánh giá một cái mộ tốt hay xấu, là thứ nhất màu nó đồng nhất là tốt tuyệt vời nhất, còn hai màu như này thì cũng cơ bản được rồi. Tuy nhiên là mình vẫn chưa ưng, nhưng mà có thể cái việc nhiễu này là do vừa mới trồng cây xong nên là nó nhiễu thì cũng có thể chấp nhận được. Còn khi bật cái giải mã lên, đây cái phần mềm chúng ta thấy là công cụ khoa học nó phải rõ ràng như vậy. Chẳng hạn là chúng ta thấy ở đây là về âm trạch là gì ạ? Đạt yêu cầu. Chỉ số màu hồng là đạt yêu cầu, màu đỏ thì hơi cao một chút. Còn như tôi nói là cái việc nhiễu này thì có thể là do chúng mới trồng cây nên là cần phải đo lại 1 2 tuần sau hoặc tháng sau đo lại thì nó sẽ chính xác hơn. Còn giải mã cụ thể thì tất nhiên là tôi sẽ đưa vào cái lớp nâng cao rồi. Tôi có chia sẻ số liệu công khai để cho các bạn lấy hình dung là không phải cứ số liệu tốt thì tôi khoe ra và số liệu xấu chưa đạt thì tôi giấu đi. Chúng ta làm phong thủy thì chúng ta cần có một cái số liệu khoa học. Thì như cái số liệu tôi cho các bạn thấy thì nếu mà đo đạc bằng anten thì thực sự là nó cũng mới tạm ổn. Tạm ổn như thế nào thì các bạn thấy là chẳng hạn là cái chỗ thang màu hồng là nó có kết nối tâm linh là đạt yêu cầu. Tuy nhiên là thang cái màu đỏ thì các bạn thấy là nó cũng hơi cao đúng không? Thực sự hơi cao. Nếu mà nó thấp hoặc là khi các bạn đo mộ ấy, nó cùng một giải màu thì bao giờ cũng sẽ là tốt nhất. Còn cái hướng dẫn phân tích cụ thể nhìn nhận thế nào về cái giải màu hồng màu đỏ thì tôi sẽ bổ sung riêng trong cái phần công cụ nâng cao cho những người học nâng cao. Phần khí chưa ổn định thì tôi chỉ có thể tạm thời cắt nghĩa. Trong cái clip công khai này thì tôi có thể cắt nghĩa cho các bạn hình dung là một phần do là buổi sáng khi lên trước khi thắp hương thì tôi cũng như đã nói là tôi hướng dẫn gia chủ là gì ạ, trồng thêm cái đào xới ở cái phần giữa để trồng thêm cây để hạn chế cái việc người ta cắm hương vào phần cái lỗ thông thiên, nên việc mình vừa mới đào vừa mới động vào và đo đạc luôn thì nó có xáo động về khí thì cũng có thể là một điều dễ hiểu. Nên là cái số liệu này chúng ta cần phải đo đạc lại sau khoảng một vài tuần thì lúc đấy nó sẽ chính xác hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.